Má bố bảo này giờ bố đi làm, mắng ở nhà chủ tới chiều mẹ bé đi làm về với con nha. Nha. Bố giờ đi làm con ở nhà nha. Nha. Mắng ở nhà về nhịn rồi chiều mẹ về với con nha. Được không? Bố bài mắng nha. Đừng có dậy. Nhưng giờ bố phải đi làm rồi. Con ở nhà một mình, à ở nhà với nhím nha. Em không có nhà với bố. Để thơm bố chưa? Chứ nghe chuyện gì nhỉ? Nghe chuyện mẹ mắng đứa những con đi du Ok, thơm bố chút nhé. Rồi đấy, con cười hè 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 hè. lịch. Cười đi.